Đây là cái nón bốc 01 tem Winter Test cuối cùng ở shop Happy Tân Phú bán cho khách. Cái nón này thì nó bán không có chạy được giống như kỳ vọng. Khi mà cái ngày ra mắt á, ai cũng nghĩ rằng nó sẽ bán chạy nhất, nhưng mà cuối cùng nó lại là bán chậm nhất. Mình sợ nổi là khi đăng video này lên, sắp tới sẽ có nhiều bạn hỏi mua. Khi còn hàng thì không ai thèm ngó ngàng gì nó hết. Tới khi hết hàng thì nhiều bạn lại hỏi. Mình đã gặp nhiều trường hợp giống vậy rồi. Có những cái nón mình nghĩ sẽ không bao giờ bán được, mà khi đã bán xong cái cuối cùng rồi thì 2-3 bữa sau, 4-5 bữa sau nhìn lại, có nhiều bạn inbox hỏi chừng nào về nữa. Cái màu này là từ nay về sau là hãng hầu như là sẽ không sản xuất nữa nha. Cho nên Happy là đã hết hàng rồi. Và nếu còn chắc là phải săn lùng dữ lắm mới kiếm được luôn á. Tại vì nó là một trong những cái nón ra mắt từ đợt đầu luôn nha. Đó, nói chung là cũng vui vì bán hết màu này, nhưng mà cũng hơi lo lo rồi đó. Bạn khách này cũng là tìm màu đen bóng thôi, nhưng mà cuối cùng là thuyết phục chọn màu này luôn. Nó là cái điều đặc biệt nha bạn. Giờ là hình thành hiếm, sẽ được là ít đụng hàng nè, hầu như không đụng hàng với ai luôn. Happy thì có 7 cửa hàng ở quận Tân Bình, Bình Thạnh, Tân Phú, quận 7, quận 8, quận 12, Hồ Chí Minh và một cửa hàng ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Sắp tới mình sẽ khai trương thêm cửa hàng ở Thuận An, Bình Dương nữa nha các bạn. Hiện tại các cơ sở Happy thì kinh doanh bán hàng bốc này cũng rất là nhiều, bạn có thể tới trải nghiệm mua sắm trực tiếp cho dễ hơn nha. Cần thêm thông tin gì các bạn cứ inbox để mình hỗ trợ tốt hơn. Rồi, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.